chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 12 giờ. Mời quý vị và các bạn cập nhật những tin tức thời sự đáng chú ý trong chương trình thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình ngày hôm nay, thứ ba, ngày 3 tháng 10. Sáng nay, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương không được chủ quan trong quý tư. Chỉ số nhà quản trị mua hàng toàn phần lĩnh vực sản xuất của Việt Nam trong tháng 9 tăng cao nhất khu vực ASEAN, tín hiệu cho thấy lòng tin của các nhà đầu tư đã thực sự phục hồi. Không khí đêm hội trăng rằm ở vùng lũ Mường La, tỉnh Sơn La, nơi mà cách đây 2 tháng vẫn còn tan hoang sau đợt mưa lũ lịch sử. Tin chi tiết, mặc dù nền kinh tế đã đạt được mức tăng trưởng cao trong quý 3, song các bộ, ngành và địa phương không được chủ quan trong quý 4. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 trong sáng nay. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, với tốc độ tăng trưởng 7,46% trong quý 3 đã củng cố thêm dự báo từ tháng trước, đó là chính phủ hoàn toàn có khả năng hoàn thành vượt mức tất cả 13 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội mà Ban chấp hành Trung ương Đảng và Quốc hội giao. Điều đáng mừng là sức tăng trưởng của nền kinh tế dựa trên sản xuất, dịch vụ chứ không phải từ khai khoáng và tín dụng. Bên cạnh đó, các bộ đã cắt giảm trên 5.000 điều kiện kinh doanh để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thành viên chính phủ và lãnh đạo các địa phương tuyệt đối không được chủ quan. Nếu chúng ta cứ say sưa kết quả đạt được trong 9 tháng, quay nhiệm vụ nặng nề ở quý 4, vẫn có khả năng không hoàn thành kế hoạch, đặc biệt là tăng trưởng GDP. 9 tháng chúng ta đạt 6,41% là cao hơn cùng kỳ. Nhưng muốn cả năm đạt 6,7 thì quý 4 này đã tăng từ 7,4 đến 7,5%. Con số không phải dễ dàng. Các ngành phải rà lại, các lĩnh vực phải rà lại. Thủ tướng yêu cầu các bộ và địa phương phải hết sức quan tâm đến lĩnh vực xây dựng vì đây là lĩnh vực vẫn tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp đang chờ giải thể. Dù đây là việc bình thường trong nền kinh tế thị trường, nhưng vẫn chứng tỏ môi trường sản xuất kinh doanh còn nhiều vấn đề. Đó là chưa kể tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 55%. Mặc dù nền kinh tế vẫn đang đói vốn. Sau phần thảo luận về xây dựng thể chế, chiều nay, các thành viên chính phủ sẽ thảo luận về tình hình kinh tế xã hội. Ngày 2 tháng 10, tổ chức truyền thông Nikkei của Nhật Bản đã công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI toàn phần lĩnh vực sản xuất của Việt Nam. Trong tháng 9, chỉ số này của Việt Nam đã có mức tăng cao nhất trong khu vực ASEAN. Đánh giá của Nikkei trùng với những diễn biến của nền kinh tế trong quý 3 do Tổng cục Thống kê vừa công bố. Chỉ số PMI của Việt Nam đã tăng từ mức 51,8 điểm trong tháng 8 lên 53,3 điểm trong tháng 9. Cụ thể ở số lượng đơn đặt hàng mới tăng đáng kể, từ đó giúp sản lượng, việc làm và hoạt động mua hàng tăng nhanh hơn. Điều này cho thấy sức khỏe của lĩnh vực sản xuất đã mạnh lên trong suốt 22 tháng qua. Thì trong ngành công nghiệp có rất nhiều cái ngành sản phẩm tăng cao, là tăng cao hai con số và có những ngành là tăng đến trên 20%. Thì cái ngành sản xuất về cái sản phẩm điện tử, máy tính và có cái chỉ số sản xuất công nghiệp là của quý 3 tăng đến 45,5%. Chỉ số sản xuất của ngành kim loại cũng tăng đến 21,4%. Trong đó có cái đóng góp của cái thép Formosa mới đi vào sản xuất. Thì ước tính là trong 5 tháng cuối năm nay ta sẽ sản xuất được 1,5 triệu tấn. Nếu như trước đây xuất khẩu dầu mỏ luôn chiếm tới 40% tổng sản phẩm trong nước, thì hiện nay chỉ còn khoảng 10%. Điều này cho thấy tổng sản phẩm trong nước tăng chủ yếu là dựa vào sự tăng trưởng của khu vực chế biến, chế tạo, nông nghiệp, cùng với xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Bên cạnh đó, theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới mới đây, thì Việt Nam nhảy lên hạng 55, tăng 5 bậc so với năm ngoái và 20 bậc so với cách đây 5 năm. Một tín hiệu khả quan đó là môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam. Nhờ vào sự ổn định trong chính sách và hoạch định của chính phủ, điều này giúp doanh nghiệp đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng tôi cho rằng, hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ trong thời gian qua nhờ vào các hiệp định thương mại tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đánh giá này cũng phản ánh đúng với nhận định của các nhà kinh tế trong nước. Đó là lòng tin của các nhà đầu tư đã thực sự hồi phục. Mà tấm gương phản chiếu rõ nhất là thị trường chứng khoán đã vượt qua ngưỡng 800 điểm, mốc cao nhất từ năm 2007 tới nay.
Tại phiên họp giải trình về tình hình triển khai thực hiện luật đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, kinh phí giải phóng mặt bằng cho sân bay Long Thành giai đoạn từ nay đến năm 2020 còn thiếu 6.000 tỷ đồng so với dự kiến ban đầu. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, con số 5.000 tỷ phục vụ cho giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành chỉ là mức dự kiến nên chưa thể xác định ngay nguồn cho dự án này là bao nhiêu. Hiện tỉnh Đồng Nai đã lập báo cáo lại. Theo dự kiến, năm 2020 cần khoảng 11.000 tỷ đồng. Như vậy, nếu dự án được phê duyệt thì còn thiếu 6.000 tỷ. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết sẽ xem xét chuyển nguồn từ các dự án không triển khai để có số vốn trên cho giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành. Năm 52,6% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng kinh doanh sẽ tốt lên trong quý tư. Đây là số liệu mới được đưa ra theo kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê. Chỉ có 11% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn, còn lại khoảng 1/3 cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định. Khả năng cạnh tranh cao của hàng hóa trong nước được cho là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một số nguyên nhân gây khó khăn cho doanh nghiệp là nhu cầu thị trường trong nước thấp, không tuyển được lao động theo yêu cầu, khó khăn về tài chính hay lãi suất cao. Hôm qua, 20 mẫu thiết kế ô tô cho người Việt đã được VinFast công bố sau một tháng khởi công nhà máy ô tô thương hiệu Việt đầu tiên. Những mẫu thiết kế từ các tập đoàn ô tô danh tiếng trên thế giới cũng chính thức được đưa ra để lấy ý kiến của người tiêu dùng. Với kỳ vọng, xe ô tô đầu tiên của người Việt sẽ có xu hướng hiện đại của thế giới, nhưng vẫn phù hợp với thị hiếu và nhu cầu thị trường của Việt Nam. 20 mẫu xe đến từ 4 studio thiết kế xe nổi tiếng. Những studio đã sáng tạo nên những dòng xe cho Audi, Bentley, BMW, Cadillac. Nhưng chúng được thiết kế riêng cho người Việt Nam. Có thể nhận ra các biểu tượng Việt Nam trong thiết kế như mẫu xe lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang của Torino, hay mẫu xe lấy cảm hứng từ sự chuyển mình của đất nước và con người Việt của Ita Design. Và đặc biệt là logo chữ V cách điệu biểu tượng cho Việt Nam. Các mẫu xe được đưa ra hỏi ý kiến người tiêu dùng. Và từ ý kiến này, nhà sản xuất sẽ chọn ra 2 trong số 20 mẫu để đưa vào sản xuất hàng loạt. Thông tin đã ngay lập tức thu hút đông đảo người tiêu dùng, nhất là những người đam mê ô tô. Sáng nay thì tôi cũng vừa xem qua cái tin tức. Cá nhân tôi là thấy là tuyệt vời, tức là rất là đẹp. Quan điểm của người sử dụng rất là thiết thực thôi. Tức là đó phải là những cái sản phẩm nó đạt chất lượng, giống như những cái sản phẩm mà chúng ta đã được biết ở những cái hãng uy tín. Giá cả và chất lượng dịch vụ cũng cần phải được ưu tiên. 20 năm rồi người Việt Nam kỳ vọng có một nền công nghiệp ô tô, nhưng chưa có. Nhưng mà từ ngày hôm nay thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể có hy vọng khi mà chúng ta đã thấy được là có một doanh nghiệp Việt đã làm một cách rất bài bản để có thể sản xuất ra một chiếc xe mang thương hiệu Việt trên đất nước Việt Nam. Đúng một tháng kể từ khi ra mắt, VinFast đã cho thấy quyết tâm trong việc chế tạo ô tô thương hiệu Việt. Từ việc mời các nhà quản lý hàng đầu như cựu phó chủ tịch GM trong vai trò tổng giám đốc nhà máy ô tô VinFast cho đến thuê các studio danh tiếng thiết kế mẫu xe. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2019 sẽ xuất xưởng xe sedan 5 chỗ và SUV 7 chỗ. Xa hơn, mục tiêu là năm 2025 tỷ lệ nội địa sẽ chiếm 60%, một con số được cho là còn rất nhiều thách thức. Một số thông tin đáng chú ý trên các trang báo mạng ngày hôm nay. Tạp chí Nhịp cầu đầu tư cũng dẫn số liệu từ báo cáo của Nikkei về chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI toàn phần lĩnh vực sản xuất của Việt Nam. Với mức tăng từ 51,8 điểm trong tháng 8 lên 53,3 điểm trong tháng 9, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu khu vực ASEAN về chỉ số PMI, vượt qua quốc gia là Philippines, Indonesia và Thái Lan. Các điều kiện kinh doanh trong tháng đã cải thiện mạnh mẽ với tốc độ cải thiện đáng kể nhất từ tháng 4. Tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực sản xuất tăng mạnh trong suốt 22 tháng qua. Trang Le Telegram của Pháp đăng bài viết về thương vụ sáp nhập mới tại Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. Neovia, một trong những công ty hàng đầu thế giới về thức ăn chăn nuôi và sức khỏe vật nuôi, đã tham gia vào các cuộc đàm phán độc lập để có được một địa điểm sản xuất mới tại Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm tại Việt Nam, Neovia hiện có 850 nhân viên, 5 địa điểm sản xuất, 2 trung tâm nghiên cứu, 6 sàn hậu cần, 2 trung tâm kỹ thuật và phòng thí nghiệm phân tích tại đây. Tờ Nikkei đề cập đến báo cáo điều tra của eMarketer, một công ty chuyên nghiên cứu thị trường của Mỹ.
Báo cáo được tiến hành để đưa ra dự kiến tăng trưởng của thị trường quảng cáo số tại khu vực Đông Nam Á. Theo đó, trong năm 2017, quảng cáo số ở Việt Nam tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, cùng với Indonesia, Philippines, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2018 được dự báo là tăng cao nhất trong chi tiêu quảng cáo trên di động do mật độ sử dụng điện thoại thông minh cao. Chuyên trang về giải trí của thành phố Phoenix, bang Arizona, Mỹ đã liệt kê một số nhà hàng tại thành phố có phục vụ món ăn Việt Nam trong bang Arizona. Bài viết ca ngợi những món ăn Việt Nam rất tốt cho sức khỏe vì có nhiều rau và hạn chế dùng dầu mỡ. Bài viết cũng miêu tả một số món ăn như gỏi cuốn, chả giò, salad đu đủ, phở, bánh mì, cơm tấm, bún và súp. Cùng với đó là hình ảnh về thực đơn của một số nhà hàng phục vụ đồ Việt như món cà ri gà tại nhà hàng Phở Thành, thành phố Phoenix, món nem của nhà hàng Unforgettable, thành phố Mesa hay món bánh mì phục vụ bởi nhà hàng Lee Sandwich, thành phố Chandler. Trong phần tiếp theo của chương trình, ứng dụng công nghệ cao trong điều trị ung thư tại Việt Nam, cơ hội cho các bệnh nhân ung thư cải thiện chất lượng sức khỏe, kéo dài sự sống trước căn bệnh hiểm nghèo. Triển lãm tranh màu nước Hàng Châu Trung Quốc với chủ đề Hành Vân Họa Cảnh, phần lớn tác phẩm trưng bày là tranh vẽ về Việt Nam. Sáng ngày 2 tháng 10, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 đã bàn giao 5 thuyền viên tàu cá số hiệu BTH-96297TS cho đại diện chủ tàu cùng các cơ quan chức năng. Trước đó, tàu cá này đang trên hành trình ra khơi đánh bắt hải sản. Do sóng to gió lớn nên tàu đã bị phá nước và chìm, cách mũi Vũng Tàu khoảng 7 hải lý về hướng Đông Nam. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 đã điều động tàu sát 413 tới hiện trường triển khai tìm kiếm. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, toàn bộ 5 thuyền viên trên tàu đã được sơ cứu y tế ban đầu và đưa về bờ để chăm sóc sức khỏe. Trước cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể thuyền viên của tàu cá khác mang số hiệu KH-94879TS gặp nạn gần vịnh Bến Đầm, Côn Đảo. Việt Nam hiện đang đứng thứ 78 trên thế giới về tỷ lệ người tử vong do mắc bệnh ung thư mỗi năm. Để có thể chẩn đoán sớm cũng như nâng cao hiệu quả điều trị ung thư, những năm gần đây thì nhiều công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới đã được triển khai ứng dụng tại Việt Nam. Việc liên tục cập nhật những kỹ thuật điều trị mới nhất đã giúp các bệnh nhân ung thư trong nước đây có thể hy vọng vào việc cải thiện chất lượng sức khỏe, kéo dài sự sống trước căn bệnh hiểm nghèo này. Cái khu vực này có thể có khối u. Trên hình ảnh là một bệnh nhân bị ung thư gan giai đoạn tiến triển. Khối u có kích thước khá lớn. Trước đây, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật cắt bỏ khối u, sau đó tiến hành hóa trị. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ hiệu quả với những bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn sớm, khối u nhỏ. Giờ đây, với phương pháp điều trị ung thư gan bằng hạt vi cầu phóng xạ có kích thước nhỏ, các hạt phóng xạ sẽ được đưa chính xác vào vị trí nuôi khối u thông qua động mạch gan. Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy tỷ lệ bệnh nhân ung thư gan được chữa khỏi bằng phương pháp này lên tới 60%. Bệnh nhân phục hồi nhanh và ít có biến chứng trong quá trình điều trị. Những cái khối u gan mà kích thước rất lớn, nếu như chúng ta chỉ định phương pháp hóa tắc mạch truyền thống thì thường chúng ta phải can thiệp nhiều lần. Thì ở đây chúng ta sử dụng phương pháp hóa tắc mạch với hạt vi cầu phóng xạ hay gọi là phương pháp xạ trị chiếu trong chọn lọc. Chúng ta chỉ cần thực hiện một lần có thể đạt được cái hiệu quả tiêu hủy hoàn toàn khối u. Mới đây, bệnh viện K đã đưa vào sử dụng hệ thống gia tốc xạ phẫu của hãng Elekta có bộ chuẩn trực 160 lá. Đây là hệ thống xạ trị hiện đại nhất thế giới hiện nay và Việt Nam là một trong những nước đầu tiên của khu vực sở hữu hệ thống này. Hệ thống gia tốc xạ phẫu giúp các bác sĩ có thể triển khai các kỹ thuật xạ trị hướng dẫn hình ảnh, xạ phẫu khối u não, xạ trị cố định toàn thân khối u di động. Hệ thống cũng có phần mềm tính toán chính xác liều lượng, vị trí cần xạ trị, giảm thời gian xạ trị xuống còn 1 đến 2 phút, giúp bệnh nhân hạn chế tối đa sự ảnh hưởng của tia xạ tới các mô lành. Trong quá trình điều trị thì máy quay nhiều cung xung quanh bệnh nhân và trong quá trình đấy thì máy phát tia liên tục, các góc nghiêng của các collimator thay đổi liên tục. Vì thế là cái thời gian điều trị cho một bệnh nhân đối với kỹ thuật VMAT thì giảm đi hơn một nửa đối với trong quá trình điều trị bình thường. Xu hướng hiện nay để đạt được hiệu quả tốt nhất thì người ta ít khi dùng một phương pháp điều trị can thiệp đơn thuần mà thường là phối hợp nhiều phương pháp, gọi là điều trị đa mô thức. Các trang bị máy móc của chúng ta cũng gần như đầy đủ, không kém gì trên thế giới cả. Về con người thì đội ngũ thầy thuốc của chúng ta cũng được đào tạo nước ngoài và cập nhật kiến thức và chúng ta có thể làm chủ được tất cả các kỹ thuật hiện nay trên thế giới.
Giờ đây, thay vì phải ra nước ngoài chữa trị với chi phí đắt đỏ, người bệnh đã có thể điều trị nhiều loại bệnh ung thư khác nhau ngay trong nước với các công nghệ, hệ thống thiết bị mới nhất được đầu tư tại các cơ sở y tế. Sau nhiều tháng chuẩn bị, khu phố hàng rong thứ hai giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đặt tại công viên Bách Tùng Diệp, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khai trương vào ngày hôm qua. Phố hàng rong thứ hai của thành phố có 15 gian hàng, gồm những món ăn đường phố hết sức quen thuộc với người dân Việt Nam. So với phố hàng rong đầu tiên trên đường Nguyễn Văn Chim, phố hàng rong ở công viên Bách Tùng Diệp có đặc thù và thời gian hoạt động khác, đó là từ 6 giờ đến 9 giờ mỗi ngày. Diện tích mặt bằng cũng rộng hơn nên dự kiến sẽ thu hút được nhiều thực khách hơn. Đối tượng khách cũng chủ yếu là du khách quốc tế. Quận Nhất cho biết không thu phí đối với hộ dân được bố trí vào phố hàng rong buôn bán. Họ cũng được lực lượng chức năng tập huấn về kỹ năng và kiến thức để đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Cũng trong ngày hôm qua 2 tháng 10, Hội Từ Thiện và Bảo vệ Quyền Trẻ Em thành phố Đà Nẵng đã tổ chức đêm nhạc gây quỹ từ thiện tại nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng với chủ đề Sưởi ấm tim em 2017. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và các nhà hảo tâm. Đêm nhạc nhằm tạo nguồn quỹ hỗ trợ mổ mắt miễn phí cho 100 trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn bị các dị tật về mắt trên địa bàn Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Đây là lần thứ 3 chương trình được tổ chức với mong muốn giúp các em nhỏ bị khuyết tật về mắt có cơ hội được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại tiên tiến để tìm lại ánh sáng cho đôi mắt, giúp các em thuận lợi hơn trong học tập và sinh hoạt, hòa nhập với cộng đồng. Đồng thời, chương trình cũng thể hiện lòng tri ân đối với các tổ chức cá nhân đã đồng hành cùng Hội Từ Thiện và Bảo vệ Quyền Trẻ Em thành phố Đà Nẵng, Câu lạc bộ Từ Thiện và Bảo vệ Quyền Trẻ Em thành phố Đà Nẵng thực hiện các hoạt động từ thiện thời gian qua. Thưa quý vị, đêm hội trăng rằm ý nghĩa vừa được tổ chức vào tối qua tại xã Nạm Păm, huyện Mường La của tỉnh Sơn La. Đây là nơi mà cách đây đúng 2 tháng đã xảy ra đợt mưa lũ lịch sử khiến 35 bản tan hoang, trường học bị phá hủy. Nhiều tấm lòng hợp tâm đã đến với Mường La để mang lại một cái Tết Trung Thu yêu thương và ngập tràn tiếng cười cho các em thiếu nhi. Nạm Păm sau cơn lũ, những ngôi nhà tái định cư, phòng học ghép đã được dựng lên. 2 tháng, cuộc sống người dân ở đây đang dần ổn định trở lại. Những chuyến xe mang Trung Thu từ miền xuôi lên với các em. Sân ủy ban xã, học sinh trong toàn xã của ba cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được tập trung về đây. Các em cùng làm đèn ông sao và tò mò nhìn các cô làm mâm cỗ Trung Thu với những con vật từ trái cây hình thù ngộ nghĩnh. Và đêm hội đã bắt đầu. Với chú Cuội, chị Hằng và những nhân vật quen thuộc, những tiết mục văn nghệ vui nhộn với sắc màu tuổi thơ được các anh chị dành tặng các em. Thấy những ngôi sao, kẹo, bánh với các bạn bè. Con sẽ ước đi xem lớp nào vừa để các đồng chí lấy về. Con trở thành bác sĩ. Và ước mơ đó là sẽ trở thành hiện thực. Bố mẹ, ông bà, các em hôm nay cũng ra đây rất đông và vui lây với niềm vui của con. Lúc đấy cũng lo lắm nhưng mà bây giờ không sao là ổn rồi. Rất vui ạ. Trung Thu là đoàn kết là bà vui lắm. Mà cảm ơn. Cho các em một đêm Trung Thu tươi vui để những ký ức sợ hãi những ngày qua dần mờ đi. Đó cũng là mong muốn của tất cả những ai đã đến đây. Nhìn thấy cái ánh mắt của các con từ mầm non cho đến trung học cơ sở. Lần đầu tiên được chứng kiến những cái nét văn hóa như thế này. Các con rạng rỡ, vui mừng là mình thấy rất vui. Các con cũng có những cái hứa hẹn là sẽ học hành thật tốt để tương lai sẽ phát triển để xây dựng quê hương. Cho nó tiến xuôi, tiến kịp với vùng xuôi. Vẫn đèn ông sao, múa lân, những ước mơ của các em cũng theo đó được thắp lên như bao trẻ em khác. Niềm vui trẻ thơ luôn đơn giản và ngày Tết Trung Thu là vậy, cho các em thiếu nhi một tuổi thơ hồn nhiên. Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Trung Quốc, triển lãm tranh màu nước Hàng Châu Trung Quốc với chủ đề Hành Vân Hòa Cảnh vừa được khai mạc ngày 2 tháng 10 tại Hà Nội. Điểm đặc biệt, đây là triển lãm tranh của họa sĩ Chen Yi người Trung Quốc, nhưng phần lớn tác phẩm trưng bày là tranh vẽ về Việt Nam.
triển lãm đã thu hút sự quan tâm của nhiều họa sĩ và những người yêu nghệ thuật hội họa Việt Nam. Vịnh Hạ Long, những hòn đảo kỳ vĩ, những ngư dân chăm chỉ làm việc, tháp rùa, nhà hát lớn, Hà Nội với những kiến trúc cổ kính. 106 tác phẩm được trưng bày và gọi đến hơn một nửa là vẽ về đất nước, con người Việt Nam. Những tác phẩm màu nước mang hơi hướng của phong cách thủy mặc, một cách vẽ truyền thống của Trung Quốc đã đem đến nhiều cảm xúc cho công chúng Việt Nam. Đầu tiên thì đúng là cũng có quen có lạ cái phong cảnh thì Việt Nam và con người thì Việt Nam, nhưng mà cái góc nhìn thì lại của một họa sĩ Trung Quốc, do đó mà nó cũng có cái sự khác biệt. Đây là lần triển lãm đầu tiên mà tôi xem là tranh của một họa sĩ Trung Quốc. Anh họa sĩ cũng dùng những cái gam màu rất là trung tính, có cảm giác như kiểu là kiểu nó thanh bình ấy. Còn tất cả như kiểu được bao phủ bởi một cái màn sương ấy, mọi thứ cứ mờ ảo ấy. Trước đó vào năm 2013 tại Hàng Châu, họa sĩ Chen Yi đã từng tổ chức một triển lãm tranh về chủ đề Việt Nam với hơn 50 tác phẩm. Triển lãm đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo họa sĩ và những người yêu nghệ thuật hội họa Trung Quốc. Năm 2006, lần đầu tiên tới Việt Nam cùng bố, tôi đã thấy yêu Việt Nam, đặc biệt là Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long có biển rộng, lại thêm nhiều hòn đảo kỳ thú, khiến tôi rất ngạc nhiên và thích thú. Từ năm 2010, tôi bắt đầu vẽ về Việt Nam, và 7 năm nay, số tranh tôi vẽ về Việt Nam càng ngày càng nhiều. Hiện số lượng tác phẩm vẽ về Việt Nam của nghệ sĩ Trung Quốc không nhiều. Tôi cũng hy vọng các họa sĩ Việt Nam sẽ có cơ hội tới Trung Quốc sáng tác và trưng bày triển lãm. Không chỉ dừng lại ở sự giao lưu các nghệ sĩ, mà hội họa sẽ đến gần hơn với công chúng. Qua đó người dân hai nước sẽ ngày càng hiểu nhau hơn. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 7 tháng 10. Trong thời gian này, Chen Yi sẽ đưa một số họa sĩ Trung Quốc đi tham quan Hà Nội để sáng tác, đồng thời tham gia các hoạt động giao lưu với họa sĩ Việt Nam. Cuối chương trình là các thông tin dự báo thời tiết trong 24 giờ tới. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Thời sự trưa của Đài truyền hình Việt Nam. Để xem lại nội dung chương trình ngày hôm nay, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ trang web vtv4.vn hoặc địa chỉ YouTube đang hiển thị trên màn hình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.